Hưởng ứng chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết do thành phố Hà Nội phát động, sáng nay tất cả các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn. Trong khi dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, hoạt động này đã thu hút được sự tham gia và ủng hộ tích cực của người dân. Là địa bàn đông dân cư, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân từng là điểm nóng với số ca mắc sốt xuất huyết cao, nhưng nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiện phường Hạ Đình đã kiểm soát được dịch bệnh, không ghi nhận ca mắc mới. Chúng tôi đã thành lập các đội xung kích phòng chống sốt xuất huyết và bọ gậy tại các khu dân cư, tổ dân phố và cũng thành lập các tổ giám sát đối với các đội xung kích này. Trên cơ sở đó thì chúng tôi huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là khu dân cư từ các chi hội đoàn thể. Trạm y tế chúng tôi thì là công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường các biện pháp phòng chống dịch và đồng thời chúng tôi phải hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch nói chung và đặc biệt là trong thời gian này là trọng tâm là dịch sốt xuất huyết. Xác định công tác tuyên truyền vận động là then chốt, đội xung kích diệt bọ gậy của phường đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn và cùng các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị xử lý triệt để các dụng cụ chứa nước, đồ vật có khả năng chứa nước và các ổ bọ gậy trong nhà và xung quanh nhà, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng chống. Gia đình tôi là luôn luôn được ở đây là bà con tổ trưởng tổ phó nhắc nhở là úp diệt lăng quăng, úp các nọ nước hay là cái gì mà đựng nước là phải luôn luôn thường xuyên thay đổi để cho bọ gậy không phát triển được. Bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền thì người dân cũng cần chủ động tích cực phòng chống dịch sốt xuất huyết bằng cách thường xuyên tăng cường diệt lăng quăng, bọ gậy, giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, chủ động phối hợp và thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho gia đình và cộng đồng.